Sử gọi thêm 20 đàn em của Sử cầm theo mã tấu rồi là gậy gộc các thứ đến để Sử quân. Thế thì khi mà đến thì quân vẫn đứng đấy chờ. Thì tại sao gọi là quân khủng? Bởi vì là quân là nó có một tính nết, là vì nó là đối tượng giang hồ, nó cũng là thực sự là bị vừa bị hại nhưng cũng vừa là đối tượng phòng hình sự, là cũng là khi đã hẹn ai thì bất chấp là bên kia có bao nhiêu người, một mình vẫn phải đứng tay đôi ra để chờ đối tượng. Thế nhưng mà khi mà thấy bên kia nó đông quá thì quân cũng có chống trả, nhưng mà yếu thế hơn, không thể chống trả được. Thế là bị Sử là người bên phía Linh, bọn phía Linh là Sử là người lao vào chém đầu tiên, và sau đó là 20 đối tượng cùng lao vào chém. Thì chắc là các video clip thì các anh các chị cũng xem, nhưng chúng thực hiện là hết sức man rộng, không có một tính người. Khi mà các cái dao phóng và các cái mã tấu thế chém như là, thì nó mang tính chất rất man rộng.